Dạ, lời đầu tiên cho phép con thầy Linh xin được kính chào toàn thể bà con cô bác có mặt trong buổi chiều tại nhà của anh Hiếu hôm nay. Và để tiếp nối chương trình đưa văn nghệ, cho phép con thầy Linh xin được gửi tặng toàn thể bà con cô bác một sáng tác của Việt Sơn, bài dòng cổ được mang tên Khung Trời Miền Hạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
của ban nhạc Thanh Bình đêm nay. Xin được trước là cầu chúc cho tổ cậu ba được thiên phổ hiển giang, bình an cương thủ thánh thiên ngưỡng mộ, phù hộ cho muôn dân cũng như phù hộ cho gia đình của anh Hiếu và tất cả bà con cô bác mình có mặt trong buổi họp mặt hôm nay. Và xin cầu chúc cho tất cả bà con cô bác mình, quý vị có mặt trong quý vị quan khách có mặt trong buổi họp mặt chiều hôm nay cùng với gia đình của anh Hiếu được đa lộc, đa tài, đa phước đức, đắc thời, đắc thế, đắc nhân tâm, đắc phúc, đắc ân, đắc nhân, đắc tính, niên niên hưng thịnh, nhật nhật an khang. Rồi vỗ tay lớn lên, mình bắt đầu hát. Thì bây giờ bài hát đầu tiên Ái Hằng xin được hát để làm vui trong ngày giỗ cậu hôm nay và tặng cho tất cả bà con cô bác quý vị quan khách mình trích đoạn trong vở cải lương Nàng Son của tác giả Thành Phát. Anh Hậu ơi,
Dạ rồi.